Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị và các bạn, tin tức mới đây phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 29 tháng 8 cho biết, dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mới đây, tiến sĩ Pujabat, nhà nghiên cứu tại New Delhi, Ấn Độ cho rằng, chuyến đi của ông Biden thể hiện sự gắn kết chiến lược của Mỹ đối với khu vực và Việt Nam nói riêng, Việc thăm Việt Nam ngay sau các cuộc họp liên quan tới G20 ở Ấn Độ chứng minh tầm quan trọng của Hà Nội đối với việc tăng cường gắn kết của Mỹ trong khu vực ở nhiều cấp độ khác nhau. Theo lịch trình, ông Biden sẽ tới Hà Nội vào ngày 10 tháng 9, ngay sau khi dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ. Đầu tháng 9 cũng là giai đoạn bận rộn của ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Bà Harris sẽ dự các cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và thượng đỉnh Đông Á (EAS) tại Indonesia từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9. Sau khi thăm Việt Nam, ông Biden sẽ trở về Alaska để dự lễ tưởng niệm 22 năm xảy ra cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Đại học Fulbright Việt Nam, lịch trình công tác của Tổng thống Mỹ chứng tỏ Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, thể hiện phía Mỹ rất nghiêm túc trong việc thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam. Ông cho biết, việc thu xếp này cũng cho thấy nhiều khả năng ông Biden không chỉ thực hiện một chuyến thăm ngoại giao mà còn phải nhằm đạt được một kết quả cụ thể nào đó. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Yusof Isaac Institute Singapore lưu ý, ông Biden không dự cuộc gặp với ASEAN mà sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G20 và đến Việt Nam. Điều này phần nào cho thấy ông ưu tiên Việt Nam. Trong các thông báo về sự kiện này, cả Việt Nam và Mỹ đều nhấn mạnh ưu tiên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Người phát ngôn Thu Hằng nói, Chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Về phía Mỹ, nhà trắng cho rằng lãnh đạo hai nước sẽ tìm kiếm cơ hội thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế, tập trung vào công nghệ và sáng tạo của Việt Nam, mở rộng quan hệ giao lưu nhân dân thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển nhân lực, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực. Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung nhận định, Việt Mỹ có nhiều ưu tiên chung trong việc phát triển quan hệ hợp tác ví dụ ở lĩnh vực kinh tế xanh kinh tế số đặc biệt trong bối cảnh washington dành nhiều nguồn lực cho chiến lược friendshoring, thúc đẩy quan hệ sản xuất và chuỗi cung ứng giữa mỹ và các quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp ngoài ra theo tiến sĩ bát việt nam và mỹ đang nhìn thấy nhiều lợi ích chung trong đó có những ưu tiên washington đề cập ở chiến lược kinh tế mới hiện nay bà cũng cho biết y tế năng lượng khoa học công nghệ an ninh hàng hải các lợi ích này đều là những vấn đề đang ngày càng liên quan và đòi hỏi các quan hệ hợp tác tương ứng trong bài phân tích về vấn đề này, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp lưu ý, Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam khi thương mại hai chiều đạt 124 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Thưa quý vị, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 17 tháng 8, nhiều phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài đã nêu câu hỏi liên quan đến quan hệ Việt Nam-Mỹ và chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Thời gian gần đây, bà đã có nhiều cơ hội trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến nội dung này. Theo người phát ngôn, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mỹ trong thời gian qua phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất trên tất cả lĩnh vực trong quan hệ song phương cũng như tại cơ chế đa phương. Bà Phạm Thu Hằng cho biết, hai bên đang trao đổi các biện pháp để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam Mỹ theo hướng ổn định, thực chất, lâu dài, hướng tới tầm quan hệ mới khi điều kiện phù hợp đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Tại buổi họp báo thường kỳ trước đó của Bộ Ngoại giao chiều mùng 3 tháng 8, phóng viên cũng rất quan tâm đến nội dung này và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng đã trả lời câu hỏi của báo chí với nội dung tương tự. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Mỹ năm nay kỷ niệm 28 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Đến nay hai nước đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhau dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau hợp tác giữa hai nước ngày càng tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị kinh tế an ninh và giao lưu giữa nhân dân mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam với những kết quả hợp tác tích cực trên cả ba bình diện song phương khu vực và quốc tế nhưng nguyên tắc quan trọng của quan hệ hai nước là gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai hợp tác bình đẳng và cùng có lợi phía mỹ khẳng định coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với việt nam ủng hộ một việt nam mạnh độc lập tự cường và thịnh vượng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Năm 2023 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam Mỹ, kỷ niệm 10 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện 2013 2023. Các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Việt Nam Mỹ đã thúc đẩy đà phát triển quan hệ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau. Sau 28 năm kể từ khi chính thức xác lập quan hệ ngoại giao năm 1995, năm 2023, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo những dấu ấn quan trọng để hai nước gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Ngày nay quan hệ Việt Nam Mỹ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Tháng 11 năm 2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton thăm Việt Nam ông Bill Clinton là Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Ông được xem là người đóng góp quan trọng vào quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Mỹ, cả khi còn đương chức lẫn lúc đã rời nhiệm sở. Tháng 6 năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống George Bush. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Việt Nam thăm Mỹ sau chiến tranh. Trong những năm sau đó, hai nước đã trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao, cụ thể là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ George Bush vào tháng 11 năm 2006, Chuyến thăm chính thức Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 6 năm 2007, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 6 năm 2008, tháng 7 năm 2013 trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang theo lời mời của Tổng thống Barack Obama, hai bên đã xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mỹ, định hình khuôn khổ quan hệ song phương cho giai đoạn mới cũng như hướng phát triển của quan hệ trong những năm tới. Nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mỹ là khẳng định của hai bên về các nguyên tắc cơ bản. Như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trên cơ sở đó, hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ về chính trị, ngoại giao với các chuyến thăm cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Nổi bật có các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama năm 2016, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2017 các chuyến thăm của tổng thống Donald Trump vào năm 2017 và 2019, chuyến thăm của phó tổng thống Kamala Harris vào năm 2021 và gần đây là chuyến thăm của thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 5 năm 2022. Tháng 5 năm 2022, thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, đồng thời thăm làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc từ ngày mùng 1 đến ngày 17 tháng 5. Các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước đã thực sự làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mỹ, thúc đẩy đà phát triển quan hệ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.